Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh DIY mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con chim cánh cụt đáng yêu này nhé. Cách làm thì cực kỳ dễ, chắc chắn những ai xem xong video này cũng có thể thực hiện được. Chúng mình cùng bắt tay thực hiện thôi nào. Để làm con chim cánh cụt, chúng ta cần chuẩn bị giấy màu. Nhưng mình chuẩn bị nên là 4 màu nhé. Súng bắn keo, compa và bút kéo. Sử dụng compa để quay lên tờ giấy màu xanh này. Sau khi xác định được điểm ở giữa đã ở giấy, sử dụng compa để quay. Quay được hình tròn xong, sử dụng kéo để cắt theo cái viên hình tròn này. Sau khi cắt được hình tròn xanh này xong, sẽ tiến hành gập hai bên hình tròn này vào đây. Dùng tay miết bên này cũng gặp như vậy. Gập phần đầu này xuống dưới.
tô giấy màu cam để làm mỏ vào cái chân. Ta sẽ vẽ cái chân trước nhé. Dùng kéo để cắt phần ta vừa kẻ xong. Rồi sẽ dán vào phần dưới của hình tròn như thế này. Sử dụng cốc da và giấy trắng để vẽ hai cái mắt nhé. Dùng kéo để cắt hai hình tròn.
Nó phấn tới cái tay này ra để làm cái mỏ. Gấp đôi tờ giấy lại. Rồi sẽ cắt theo hình tam giác nhé. Dùng tờ giấy màu vàng để gập hoa nhé. Gập mép này vào hướng thẳng của bên. Dùng kéo cắt đi phần ở dưới theo cái mép này. Gập cạnh ở trên xuống tam giác ở dưới. Gập nhọn ở trên xuống dưới tiếp. Dùng kéo để cắt hoa. Mở ra. Dùng tờ giấy hình vuông màu vàng tiếp theo để gập thêm một bông hoa nữa. Cắt đi phần thừa ở dưới. Rồi lấy góc nhọn ở trên gập xuống dưới. Gập tiếp một lần nữa như vậy. Sử dụng kéo để cắt theo hình bông hoa. Mở ra. Sẽ cắt bông hoa chỉ để lại 4 cánh thôi nhé. Như vậy. Dùng giấy keo để gắn bông hoa thành như thế này. Dùng kéo cắt bỏ phần góc nhọn ở dưới. Dùng súng bắn keo để gắn phần cánh hoa này lên đây.
Dùng kéo để vuốt cong bông hoa, cánh hoa. Dùng bông hoa để gắn lên phần tam giác nhọn ở chỗ này. Sử dụng hình tròn để gắn hai cái mắt nhé. Dùng keo để gắn hình tròn. Sử dụng bút để vẽ lòng mực mắt. Dùng keo để gắn cái mỏ vịt. Gắn hai cái chân xuống, thật ra bên sau. Đặt hai cái chân lên. Dùng tay giữ cho keo khô lại.
sử dụng bút để vẽ thêm viền mắt và viền chân cho con chim nhé. Vẽ thêm cả viền mỏ. Vẽ thêm viền cánh.
Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong con chim cánh cụt rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.